Chào các bạn. Luyện võ cũng như chúng ta tham gia học tập hoặc là làm việc trong tất cả những lĩnh vực thì mục tiêu cuối cùng của chúng ta đó là phát triển bản thân và đem những cái giá trị mà chúng ta có để cống hiến cho xã hội. Nếu như chúng ta thường xuyên tập cái cách nhìn sâu vào vấn đề thì mỗi một kỹ thuật mà chúng ta luyện tập nó đều có thể ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như cái việc mà chúng ta thả lỏng cơ thể để giúp cho đòn đánh của chúng ta có thể nhanh và mạnh và chính xác thì cũng có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Như là chúng ta ở trạng thái thoải mái, ở trạng thái bình an thì tất cả những năng lực của chúng ta mới có thể phát triển nó một cách tối đa, cũng như nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và ngày hôm nay trong cái video này, Tịnh cùng với cộng sự sẽ chia sẻ cho các bạn một số những kỹ thuật phòng thủ và tấn công trong luyện võ tự vệ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập kỹ thuật tự vệ phòng thủ đầu tiên. Trường hợp thứ nhất là khi kẻ xấu tới uy hiếp chúng ta bằng cách là tiến tới để lắm quả áo chúng ta. Thì ngay cái điều đầu tiên thì chúng ta cần phải bình tĩnh trước. Khi lắm quả áo thì chúng ta sẽ lấy chính cái việc mà đối thủ lắm vào quả áo chúng ta làm cái điểm mạnh của mình luôn. Chúng ta sẽ giữ cái tay đối thủ cùng lúc mà chúng ta sẽ kéo người về sau. Khi kéo người về sau thì cái chân ở phía trước chúng ta sẽ dùng nó để thực hiện kỹ thuật đá chặn cái đầu gối. Và khi chúng ta kéo tay về và chặn đầu gối sẽ là hai cái lực. Đó, thì hai cái lực nó sẽ kéo nhau. Và nếu như đối phương giữ cái tay lại chắc đấy thì cái đầu gối nó sẽ bị hư ngay, có thể gãy ngay tức. Chúng ta chặn ngay ngang đầu gối luôn. Tức là khi đối phương vừa lắm lại thì giữ chắc tay đối thủ, nghiêng về sau. Cùng lúc ở chân trước chúng ta sẽ thực hiện chặn ngang gối. Được. Hai cái lực cộng hưởng với nhau sẽ tạo ra một cái lực rất là lớn. Tay kéo về và chân phía trước chặn. Ok. Và khi chúng ta đã thoát được rồi thì chúng ta có thể là di chuyển để chúng ta thoát khỏi cái tình huống mà đối phương muốn uy hiếp chúng ta. Hoặc là nếu như mà chúng ta muốn khống chế thì chúng ta tiếp tục thực hiện những cái kỹ thuật mà chúng ta đã luyện tập để khống chế đối thủ, khống chế kẻ xấu. Tiếp theo là chúng ta sẽ luyện tập một cái đòn để tấn công. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhử lên một đòn thì đối phương có thể lui lại, đúng không? Đó, chúng ta nhử lên một đòn, đá lên một đòn, sau đó kéo trở về. Đá xong rồi chúng ta sẽ kéo trở về luôn. Sau đó chúng ta sẽ bay tới và chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật đá bay đá thung trước. Đá một, đó, đối phương lui về là lui về thì mình sẽ tiến lên bay phăng ra. Lần này sẽ tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ. Đó. Mình đá nhưng mình không tiến lên. Không tiến lên, lui về, sau đó bay tới. Kỹ thuật này đối phương có lùi rất xa vẫn bị trúng. Lùi rất xa vẫn bị trúng, bởi vì cái đoạn này chúng ta bay nên chúng ta có thể lướt được rất là dài, rất là xa. Ví dụ đối phương ở đây, gần đây đối phương có thể lùi rất xa vẫn tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập kỹ thuật số 3, đó là kỹ thuật phòng thủ và phản công khi mà kẻ xấu tấn công một đòn đá thẳng về phía trước. Trong trường hợp chúng ta đang thủ và đối thủ tấn công, chúng ta di chuyển ra. Cùng cái nhịp này chúng ta sẽ tấn công vào hạ bộ đối thủ. Và vẫn cùng cái đà này chúng ta sẽ bay đá tung trước một đòn nữa đối thủ. Chúng ta hãy luyện tập làm sao mà khi đối thủ vừa tấn công tới mà chúng ta vừa di chuyển qua và cùng cái nhịp đó là chúng ta tấn công ngay vào hạ bộ luôn. Đó. Cùng lực nhịp ra đá vào bộ ngay. Và cùng cái đà này chúng ta sẽ bật lên đá tung trước tiếp. Khi mà chúng ta di chuyển để tránh né và đá vào bộ thì chúng ta cần một cái lực nhỏ thôi là đối thủ có thể bị lock out ngay lập tức. Kẻ xấu sẽ bị lock out ngay lập tức. Bởi vì đây là một cái điểm yếu và chỉ cần một cái lực nhỏ thôi là sẽ bị lock out ngay. Còn cùng cái đà đó thì chúng ta vẫn còn một cái, tức là khi mà chúng ta đá ra chúng ta vẫn còn cái đà, đúng không? Gập gối về vẫn còn đà thì chúng ta có thể thực hiện thêm cái thuật đá tung trước nữa. Nếu như đối thủ chưa bị lock out hay chưa được bị khống chế thì chúng ta có thể tấn công thêm. Vừa rồi thì Tịnh cùng với cộng sự đã chia sẻ cho các bạn ba cái kỹ thuật phòng thủ và phản công trong võ tự vệ. Mỗi chúng ta đều là một mảnh ghép nhỏ trong cái xã hội. Và Tịnh cùng với cộng sự đều có cái năng lực giới hạn của mình thôi. Nhưng nếu như các bạn thấy điều này nó giá trị thì các bạn cứ luyện tập. Và có bất kỳ câu hỏi nào các bạn cứ đặt dưới video này.
Tịnh và cộng sự sẵn sàng trả lời các bạn. Và chúc cho các bạn luyện tập thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.